Chúa là cứ phải nói nhẹ nó không nghe, cứ phải nặng mới nghe. Nó quay trở về nó không nghe. Bây giờ cứ cho nó thời kỳ cuối thì nó mới quay trở về. Lạ con người ta lạ là chỗ đó. Đáng lẽ là thôi ông ơi ông quay về, lúc con ông khỏe ông quay về, cứ chờ đến giờ phút cuối rồi mới quay về. Nhưng mà con người ta là như vậy đấy thưa anh chị em. Và lòng thương xót của Chúa là sự chịu đựng. Cho nên trong đời sống vợ chồng cũng vậy. Chúng ta phải chấp nhận một cái sự thật là phải chịu đựng nhau mà thôi. Trời không chịu đất thì đất chịu trời. Sự gì Thiên Chúa liên kết loài người không được phân ly. Vì thế mà người ta phải học giáo lý. Và đây chúng tôi dạy tới 4 tháng cho anh chị em giáo lý hôn nhân. Mà trong thời gian 4 tháng đó chúng tôi nói tất cả những sự khác biệt về tâm lý, về sinh lý, về thể lý giữa người nam và người nữ như thế nào. Chúng tôi nói về những bí quyết phải giữ hạnh phúc và cái yếu tố quan trọng nhất là vợ chồng phải có lòng thương xót Chúa ra sao. Và chúng tôi cũng vạch trần tất cả những cái sự khó khăn và sự thật trong đời sống gia đình như thế nào. Để mấy anh chị đừng có mơ mơ màng màng, đừng có tưởng rằng là yêu nhau rồi thì cái gì cũng thấy anh sẽ cùng em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Xin lỗi ạ, mà tiền còn chưa xây được lâu đài mà ông gom mây ông xây lâu đài. Mơ. Thế nên chúng ta thấy là người ta cứ đang mơ mơ màng màng như vậy. Rồi cũng không có thật. Rồi nhìn người yêu của mình chỉ thấy đó là người yêu. Nhưng mà lúc người vậy mới khám phá là thằng chồng. Mới gọi là đây là người yêu, còn đây là thằng chồng. Đau không? Đau không? Đau. Chắc bố này bị gọi là bố bảo cũng đau chứ. Thì chúng ta thấy là cũng vậy. Là đây là em yêu, còn đây là con vợ. Thằng chồng, con vợ, anh yêu, em yêu. Lúc mà đang còn thơ thơ mộng mộng kết hình lâu đài ấy. Em ơi lâu đài tình ai đó chắc không có trên trần gian. Đúng thật, làm gì có trên trần gian. Chuyện mơ mơ mộng mộng thôi, làm gì có chuyện đó. Cái thực tế là lại còn phải túp lều lý tưởng của anh và của em. Đâu đâu nào anh ơi, có đâu mà có. Có đâu mà túp lều lý tưởng, cho nên đâu đâu nào anh ơi. Rồi túp lều lý tưởng đó ta xây bằng thơ, bằng mộng, ta xây bằng duyên, bằng tình. Rồi anh được ơn gì? Con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha và cộng đoàn. Con được ơn lớn nhất của con ở bên nương. Thì con nghe được cái đài của lòng thương xót của Chúa thì con khấn nguyện và con đã được coi như là làm con cái của Chúa. Và con đã được rửa tội mới được cái tháng 1 vừa rồi vừa rồi là cha đã rửa tội cho con và con đã được làm con cái của Chúa. Anh tên là gì? Con tên là Nguyễn Hữu Hân, ở giáo phận Hải Phòng. Bao nhiêu tuổi? Con 58 tuổi. Nhờ đâu mà anh được là ơn là quay về với Chúa, đã nhận bí tích rửa tội tới tuổi 58 này? Con nghe được cái đài của cha thì là con cảm nhận được cái lòng thương xót của Chúa thật là bao la mà tuyệt vời quá. Thế thì con ngày đêm con khấn nguyện, con bảo ước gì coi con cũng được là con cái của Chúa thì sướng đến đầu chứ. Thế con là con đến con cầu nguyện mấy cha và cha đã nhận lời coi là rửa tội cho con và con đã được nhận bí tích. Tên thánh là gì? Tên thánh là Giuse Xe. Giuse. Giuse. Tưởng tên thánh là Giuse, bánh Giuse. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa. Vì một người 58 tuổi đâu có dễ thưa anh chị em. Vậy mà chỉ nghe cái đài lòng thương xót Chúa mà cảm nhận lòng thương xót Chúa, mà mong ước được làm con của Chúa, thấy sung sướng hạnh phúc quá. Đây ai làm con của Chúa giơ tay. Mà ai cảm thấy sung sướng hạnh phúc vì được làm con của Chúa giơ tay. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Con tạ ơn Chúa. Con tạ ơn Chúa suốt đời con là con cái của Chúa. Con tạ ơn Chúa suốt đời. Xin tạ ơn Chúa.
và con cũng báo cáo với cha là con ngày đêm con cầu nguyện, con mà ước gì coi được con được vào chỗ cha Trần Đình Long để coi được con được coi như là biết được coi lòng thương xót của Chúa và cha con quý. Cảm ơn anh. Ngày đêm con khấn nguyện là con cứ ngủ được thôi, lúc nào con cũng như thế là cứ tin thác và coi con cầu nguyện cha ơi cho con như là vào giáo điểm tin mừng. Con chưa biết như thế nào giáo điểm tin mừng như thế nào mà coi con được vào đến đặt chân đất thiêng của Chúa, con cảm thấy con sướng lắm cha. Con được vào chỗ cha, con về con chết con cũng sướng. Vâng. Anh, tôi tặng cho anh cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha để anh thấy được cái hạnh phúc. Anh em đọc cuốn này sẽ thấy điều anh ấy nói là rất đúng. Có khi mình không cảm nhận được làm con Chúa nó sướng và hạnh phúc như thế nào. Và người dám nói rằng là đặt chân được đến giáo điểm tin mừng về có chết cũng sướng, cũng vẫn hạnh phúc. Nhưng mà có những người ở đây mà lại không thấy được cái sướng, cái hạnh phúc đó. Cái đó mới là những người đáng tội. Ở đây, được sống ở đây, được hoạt động ở đây, được sinh hoạt ở nơi đây mà không cảm được cái hạnh phúc, cái sướng đó, mà một người ngoại đạo 58 tuổi họ cảm thấy cái sướng đó thì rõ ràng con cái trong nhà đã bị loại ra ngoài rồi. Xin Chúa chúc lành cho anh bạn.